cả nhà và các bạn nha. Thi bữa nay nấu món thịt kho rượu ở nhà ơi, nấu món thịt kho để ăn cơm cùng gia đình đó. Thì thành phần thì Thi mua ký rưỡi thịt, Thi ướp xong rồi giờ chuẩn bị kho để ăn cơm, để review lên cho cả nhà xem cho nó vui đó. Thành phần thì thịt kho thì Thi chuẩn bị là trứng vịt, còn đây là nước dừa nha cả nhà các bạn, còn đây là rau sống đó. Thì Thi ướp thịt 20 phút thì Thi sẽ kho. Thì thành phần ướp thì cũng bình thường tùy theo sở thích của mỗi người nha cả nhà các bạn đó. Thì bữa nay Thi làm món thịt kho là chi cả nhà biết không? Mình là phụ nữ, mình làm biến nhất là mình kho thịt này nè, để ăn được 2-3 ngày khỏi làm đồ ăn, chỉ nấu canh hoặc là ăn rau sống này kia là cũng được rồi cả nhà các bạn. Món thịt kho rượu là món mình làm biến làm đồ ăn đó cả nhà các bạn. Nồi thịt kho của Thi bắt lên kho được 5 phút rồi đó cả nhà các bạn đó. Thì thành phần ớt thì Thi không có để màu nha cả nhà các bạn. Thì Thi ớt bằng ớt, lúc nào Thi cũng ớt bằng ớt mình xay ra cả nhà các bạn đó. Rồi thịt ớt bằng ớt là nồi thịt cái màu nó rất là đỏ đẹp nha cả nhà các bạn. Rồi cái nồi thịt kho của mình đã sắt xuống rồi nha cả nhà các bạn. Là bây giờ là mình sắp tắt lửa nha. Đó, ngon không cả nhà các bạn ơi? Xin mời cả nhà và các bạn nha. Trời nắng nóng này mà mình ăn món rau câu dừa này là mát và bổ dưỡng luôn nha cả nhà các bạn. Thì nồi thịt kho của Thi cũng đã xong. Bây giờ mời cả nhà và các bạn ăn cơm cùng gia đình Thi nha. Hai vợ chồng Thi nha. Đó. Đơn giản và giản dị cả nhà các bạn ơi. Giản dị và giản dị. Xin mời và xin mời nha. Giờ đây chồng đưa cái đũa cho vợ. Rau câu dừa thì Thi đổ nè cả nhà các bạn. Quá ngon. Màu sắc rực rỡ để Thi ăn trắng miệng đấy. Thì cái video của Thi đến đây cũng kết thúc nha. Bye bye cả nhà các bạn, hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Nếu như các bạn có xem cái video của Thi và yêu mến Thi thì hãy nhớ bấm nút đăng ký, like, share, bình luận để ủng hộ Thi nha. Để Thi có động lực làm cái video tiếp theo cho nó hoành tráng hơn, cho nó tôm tắt hơn. Bye bye, hẹn gặp lại.